Giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link case cũng khá là đơn giản cho mấy bạn newbie mới tập chơi có thể tham khảo để mà làm combo. Trước khi hướng dẫn thì mình cũng sẽ nói qua một xíu về cái khái niệm link case. Vì kênh mình thì ngoài những bạn đã theo dõi mình từ trước ra thì còn có những bạn mới chơi sau này, cho nên là mình cũng phải nói để các bạn hiểu được link case là cái gì. Link case là một cái khái niệm trong bộ môn này dùng để chỉ việc chúng ta ghép những cái kỹ thuật lại với nhau thành một cái đoạn quay, nó cũng tương đối hơi dài nhưng mà nó chưa có hoàn chỉnh. Các bạn tưởng tượng là một cái bài quay hoàn chỉnh của các bạn là nó giống như là một cuốn sách gồm có 3 chương, thì link case nó chính là một chương trong cuốn sách đó. Vì vậy để làm được một cái link case thì yêu cầu tối thiểu là các bạn cần phải làm được những cái kỹ thuật ở trong cái link case đó thì các bạn mới có thể ghép chúng lại với nhau được. Còn nếu các bạn chưa có biết những cái kỹ thuật đó thì cũng không sao, các bạn có thể xem video này như là một video tham khảo để mà các bạn có thể biết thêm được về những cái kỹ thuật ở trong bộ môn này. Hoặc là các bạn có thể dùng để học vẹt, các bạn có thể nhìn cái động tác bạn copy theo cũng được. Ngày xưa mình cũng hay học theo cái cách đó. Ok, và cái link case hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó. Đầu tiên để làm được cái link case này, các bạn sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật có tên là nail back to pinky back. Nó sẽ có dạng như sau. Thì kỹ thuật này nó sẽ bao gồm hai kỹ thuật nhỏ hơn, đó là nail back around và kỹ thuật pinky back. Thì trong video này mình sẽ không có hướng dẫn chi tiết quá về hai kỹ thuật này vì nó sẽ rất là dài dòng, mình chỉ nói tóm tắt nhất có thể. Ở kỹ thuật nail back around, các bạn sẽ cầm bút sao cho cái phần dưới nó dài hơn cái phần trên như này, và các bạn sẽ úp cái tay xuống sao cho cái bút nó lăn lên trên cái mu bàn tay và nó vòng qua cái ngón trỏ và ngón cái như này. Đối với kỹ thuật pinky back thì các bạn sẽ cầm bút như này. Các bạn lưu ý giúp mình là cầm bút sao cho cái bút nó nằm ở phía trên của cái ngón áp út chứ không có lọt hẳn vào trong như này. Vì khi mà lọt hẳn vào trong thì nó sẽ bị vướng lại, nó không có làm được cái kỹ thuật này. Các bạn sẽ cầm bút như này và các bạn sẽ úp cái tay của các bạn xuống và đồng thời thả cái ngón út ra, cái ngón út nó đang kẹp cái bút, các bạn thả ra cho cái bút nó vòng qua ngón út như này. Đó. Ghép hai kỹ thuật này lại chúng ta sẽ có được nail back around to pinky back. Thì các bạn sẽ nail back around cho cái bút nó lăn trên mu bàn tay xuống thẳng ngón út luôn. Cái đoạn này thì mình nghĩ là các bạn cần phải tập luyện một xíu vì nó cũng tương đối là hơi khó kiểm soát. Sau đó các bạn sẽ giật tay một cái, ví dụ các bạn làm bên tay phải thì các bạn giật về phía bên trái để cho cái cây bút nó bị kéo về phía cái ngón út của các bạn. Sau đó các bạn thẳng cái ngón út lên để cho nó có một cái khoảng hở, các bạn giật thì cây bút nó sẽ vòng ngón út. Cái đoạn này nếu mà các bạn nào mà làm được cái pinky back rồi thì mình sẽ không cần phải giật nhiều vì các bạn đã biết cái cảm giác rồi. Sau khi đã pinky back rồi thì chúng ta sẽ đưa cái bút xuống phía dưới của cái lòng bàn tay và chúng ta đặt cái ngón cái lên trên cái thân bút để làm một cái kỹ thuật, đó là thumb around palm down. Thì cái chỗ này mình cần phải giải thích một xíu. Các bạn ai cũng đã biết thumb around là một cái kỹ thuật căn bản rồi. Còn palm down tức là một cái thuật ngữ dùng để chỉ việc các bạn thực hiện một cái kỹ thuật nào đó nhưng mà các bạn úp cái tay của các bạn xuống. Sau khi mà thumb around palm down xong thì các bạn bắt bút lại như này cho mình. Các bạn để hai ngón trỏ và ngón giữa ở phía trên, còn ngón cái và ngón áp út ở phía dưới, để chúng ta chuyển qua một cái kỹ thuật đó là devil around, nó sẽ trông như này. Đó. Đó. Devil around nó lại là một cái sự kết hợp giữa shadow và twisted sonic. Với kỹ thuật shadow thì các bạn sẽ cầm bút như này, sau đó các bạn sẽ làm một cái kỹ thuật căn bản đó là track. Thì cái này chắc là ai cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta sẽ track làm sao cho cái bút nó lăn ra ngoài, nó lăn lên trên cái mu bàn tay và nó lăn một vòng sau đó quay lại vị trí ban đầu, đó như này. Đối với twisted sonic thì mình có một cái cách tập như này, các bạn sẽ track cho mình, các bạn track thoải mái vào, track nhiều vòng vào. Sau đó trong lúc các bạn chạc, các bạn sẽ co cái ngón trỏ lại và duỗi thẳng nó ra để cái bút nó bị mắc lại như này. Sau đó các bạn sẽ co cái ngón áp bút lại và chuyển hẳn cái bút lên trên ngón trỏ và ngón giữa. Chủ yếu là chúng ta tập như này để lấy cái cảm giác, và khi chúng ta quen rồi thì chúng ta không cần phải chạc nữa mà chúng ta sẽ cho cái bút lăn thẳng từ dưới ngón áp bút và ngón giữa lên thẳng ngón giữa và ngón trỏ luôn như này. Đó.
Đó, cái cơ chế của nó là như này. Và ghép hai kỹ thuật này lại chúng ta sẽ có được Devil Around. Thực ra Shadow cho ông Devil Around, mình nhớ không lầm cái tên đúng của nó là Shadow Moonwalk, nhưng mà mình muốn làm đơn giản cho nên là mình chỉ gọi nó là Shadow thôi, tại vì chủ yếu là nó khác nhau ở cái vị trí mà chúng ta chụp cái bút lại thôi, chứ nó cũng không có khác gì nhiều. Sau khi đã Devil Around rồi, chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật có tên là Tweeted Sonic Bus. Thì nó sẽ có dạng như này. Đó. Đó. Cái nguyên lý của kỹ thuật này đó là chúng ta sẽ dùng cái chớn, dùng cái đà của Tweeted Sonic để chúng ta cho cái bút nó vòng qua ngón trỏ. Thì các bạn sẽ cầm cái bút lệch một đầu giúp mình. Các bạn cầm sao cho cái phần đầu phía ngón út nó dài hơn. Và các bạn sẽ úp cái tay xuống và làm Tweeted Sonic. Sau đó các bạn sẽ thả lỏng tay hết mức có thể, sao cho cái bút nó vừa lên cái ngón trỏ và ngón giữa thì nó sẽ bị vụt ra, và nó sẽ theo cái quán tính mà nó sẽ lăn qua ngón trỏ của các bạn. Đó. Đó. Cuối cùng các bạn sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật, đó là Fingerless Turnaround Extended. Nó sẽ có dạng như này. Cái kỹ thuật này nó cũng bao gồm hai kỹ thuật nhỏ hơn, đó là Fingerless Turnaround và kỹ thuật Turnaround Extended. Với Fingerless Turnaround thì các bạn ai cũng đã biết, Turnaround là một cái kỹ thuật căn bản mà chúng ta dùng những cái ngón tay còn lại để đẩy cho cái bút nó vòng qua ngón cái. Còn Fingerless tức là chúng ta không có dùng ngón tay nhưng mà chúng ta vẫn làm cho cái bút nó vòng qua ngón cái được. Các bạn sẽ kẹp bút vào ngón cái như này cho mình, sao cho cái phần bút ở phía lòng bàn tay nó dài ra. Và các bạn sẽ thả lỏng tay. Các bạn đừng có gồng, các bạn gồng lên, các bạn kẹp cứng lại là cái bút khi mà đẩy nó sẽ không có đi được nữa. Các bạn sẽ thả lỏng tay hết mức có thể và chúng ta sẽ đẩy tay về phía trước. Và theo quán tính thì cái cây bút nó sẽ vòng ngón cái như này, đó. Còn Turnaround Extended nó là một cái dạng mở rộng của Turnaround. Tức là thay vì chúng ta cho cái bút nó ngưng ở ngón cái và ngón trỏ thì chúng ta sẽ cho nó đi tiếp thêm một đoạn nữa là qua ngón trỏ và ngón giữa như này. Để làm được kỹ thuật này thì các bạn cần phải nhuần nhuyễn Turnaround để các bạn có thể kiểm soát được cái chuyển động của cây bút. Khi cây bút nó vòng ngón cái thì thay vì các bạn mở cái ngón trỏ ra để cho cây bút nó lăn vào thì các bạn sẽ chụm ngón cái và ngón trỏ lại với nhau để che đi cái khe hở, không có cho cây bút nó lăn vào để cây bút có thể lăn ra ngoài được. Và các bạn sẽ úp cái bàn tay của các bạn xuống, đồng thời là đưa ngón trỏ sao cho nó cao hơn cái ngón giữa để tạo ra một cái khoảng trống cho cái bút nó lăn vào. Ghép lại toàn bộ cái link case nó sẽ có dạng như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nail background to pinky back và turnaround palm down, sau đó là devil around to the sonic bus và fingerless turnaround extended. Làm nhanh nó sẽ có dạng như này. Mình sẽ ghép vào combo cho các bạn xem. Thì cái link case này mình đánh giá là nó không có quá khó nhưng mà nó khá là hiệu quả đối với những bạn mới tập chơi, tại vì những cái kỹ thuật cấu tạo nên cái link case này nó còn có thể chia nhỏ ra thành những cái kỹ thuật nhỏ hơn, nhờ đó mà các bạn sẽ biết được nhiều kỹ thuật hơn và có thể vận dụng để sáng tạo ra những cái của riêng các bạn. Và ok, thì nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Nếu có đóng góp gì thì cứ để lại comment bên dưới hoặc là nhắn qua fanpage của mình. Ok, cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.